xe bán hàng lưu động này là cấu trúc bao nhiêu này và kích thước bao nhiêu này các bạn. Chiều dài là 1m4 này, chiều rộng là 60 phân và chiều cao là 55 phân. Còn cấu trúc của nó thì sắt to nhất ở đây là hộp 33 và bé nhất là hộp 1,5. Và độ dày của sắt thì là 1,4 lít. Cái bánh xe là trong lòng là 65 phân. Đường kính bánh là cũng 65 phân. Đấy, kích cỡ lốp xe máy các bạn ạ. Đấy, lốp trước hoặc lốp sau xe máy được. Đi rất là bon. Thì ở trên ý, ở trong cái bộ phận này thì bố trí là một ngăn và thùng kem này. Đây cái chỗ này là thùng kem này, có thể là kem cạo hoặc là kem bóc quế đấy. Hoặc là cho cái kem thường thường là đây là để cho kem cạo. Chứ còn là không dùng máy bảo quản. Cái còn hai ngăn này. Ngăn này thì để đổ thứ. Ví dụ khi đi mình mang thêm nước này, thêm xúc xích này, thêm ốc này, thêm nói chung tất cả các loại gì mình cần bán được thì để trong này. Sau đó đặt vào. Thế còn ở phía sau ấy thì có một cái cửa hậu đây. Cái này mới sơn nó cho sơn. Đấy, cửa hậu này. Cái này tôi chưa buộc được cái dây vào đây, nó sẽ treo như này. Để cái máy quay kem bông. Đấy, máy quay kem bông này. Toàn bộ xung quanh thì là bọc bằng inox. Bọc inox này là không han nhé, inox không han đâu. Đây là cái thùng bò vía. Thùng bò vía là đặt ở trên đó. Thùng bò vía. Làm cả chắn bùn nữa các bạn nhá. Đây, có chắn bùn này. Để dùng chắn bùn đi cho nó rất là sạch sẽ. Đây là có một cái mở. Mở này chống khi bán hàng thì ta xả lên. Còn khi di chuyển thì ta cùng nó xuống. Có chống, hai thanh chống rất là chắc chắn. Cái chỗ này là để cắm kem bông này. Đấy, kem bông này đấy. Nhưng cũng có thể có lúc ta di chuyển ở bên này. Đây có hai chỗ để. Có hai chỗ để. Chứ còn ô ấy, thì có ba chỗ để cắm ô này. Tùy theo khi mình bán hàng trời nó nắng hoặc là nó vướng thì ta có thể cắm chuyển ô ở góc này sang góc này cũng được. Hai, ba. Người bán sẽ đứng ở phía bên này. Các bạn. Thế còn đây là hệ thống thanh rằng chuyển động đa hướng để lắp vào các bậc thang xe máy. Xe máy ta có thể dùng xe quay, xe gym, xe Enzo, nói chung là các loại xe thông thường. Đấy, chế một cái móc ở đây. Kéo nó sẽ chuyển được đa hướng. Đấy. Xoay và xoay 360 độ. Đây là cái bánh xe thứ ba. Khi mà di chuyển móc vào đuôi xe máy để kéo thì ta cụp cái này lên, nhấc lên. Còn khi đến nơi bán hàng thì ta thả cái chân này xuống, ta cài cái then này vào. Cài then này vào cái thì là ta nhấc cái bánh ra. Chọn cái này cho chuyển xe máy. Là thả kéo di chuyển này. Cái bánh này là bánh động, có chỗ tham khóa. Bánh động có thể chuyển. Thế còn hai bánh kia là chỉ chuyển thẳng một hướng thôi. Chỉ giá làm cái xe này hoàn thiện như thế này là 4 triệu.
Thank you.
xe bán hàng lưu động này là cấu trúc bao nhiêu này, kích thước bao nhiêu này các bạn. Chiều dài là 1m4 này, chiều rộng là 60 phân và chiều cao là 55 phân. Cấu trúc của nó thì sắt to nhất ở đây là hộp 33 và bé nhất là hộp 1.5. Và độ dày của sắt thì là 1.4. Cái bánh xe là trong lòng là 65 phân, đường kính bánh là cũng 65 phân. Đấy, kích cỡ lốp xe máy các bạn. Đấy, lốp trước và lốp sau xe máy được. Đi rất là ngon. Ở trên ở trong cái bộ phận này thì bố trí là xuống ngăn và thùng kem này. Đây cái chỗ này là thùng kem, có thể là kem cạo hoặc là kem quế. Hoặc là cho cái kem bình thường là đây rồi để cho kem cạo. Chứ còn là không dùng máy các bạn. Cái này hai ngăn này thì sẽ đổ thực. Dụ khi đi mình mang thêm nước này, thêm xúc xích này, thêm cốc này, thêm nói chung tất cả các loại gì mình cần mang được ở trong này. Sau đó đặt vào. Đây còn ở phía sau ấy thì có một cái cửa. Cửa hậu đây. Cái này mới sơn nên nó có sức. Đấy, hôm nay. Đây tôi chưa buộc được cái dây vào đây, nó sẽ treo lên. Để cái máy quay cam bông. Đấy, máy quay cam bông này. Toàn bộ xung quanh thì là bọc bằng inox. Còn inox này là không ăn nhé, inox không ăn đâu. Đây là một miếng. Một miếng này là trên nó. Một miếng. Làm cả chắn bùn nữa các bạn nhé. Có chắn bùn. Dùng chắn bùn đi cho nó rất là sạch sẽ. Đây là có một cái mỏ. Mỏ này trong khi bán hàng thì ta trả lên. Còn khi di chuyển thì ta cũng nó xuống. Có trồng hai thanh trống cũng là chắc chắn. Chỗ này là để cắm cái bông này. Bông này. Nhưng cũng có thể có lúc ta di chuyển lên bên này. Đây có hai chỗ để. Có hai chỗ để. Chứ còn ô thì có ba chỗ để cắm ô tùy theo. Khi mình bán hàng trời nắng hoặc nắng thì ta có thể cắm chuyển ô ở chỗ này cho nó này, từ bánh sẽ đứng ở dưới này. Đây là hệ thống thanh thẳng, chuyển động đa hướng để lắp vào các bạn xe máy ta có thể dùng xe quay, xe sim, xe Enzo, nói chung là các loại xe không được. Đấy, chế một cái mỏ này, kẹp nó sẽ chuyển động đa hướng, xoay và xoay 360 độ. Đây là cái xe thứ ba. Khi mà di chuyển móc vào đuôi xe máy để kéo thì ta cục cái này lên, kéo lên. Còn khi đến nơi bán hàng thì ta thẳng chân xuống, ta cài cái này vào, cái này vào cái thì ta nhấc, ta đi ra. Cái này là cái xe máy, ta sẽ kéo di chuyển. Cái bánh này là bánh động, có chỗ nào quá không? Bánh động có thể chuyển. Còn hai bánh chỉ chuyển thẳng hướng thôi. Chỉ giá làm cái xe này hoàn thiện như thế này là 4 triệu. Đặt cọc 4 triệu không có ô, không có thùng màu biếc, không có thùng kem, chỉ có thùng xe thôi. Chỉ có thùng xe thôi. Bánh xe là thùng xe. Không có cái thùng màu biếc này, không có cái này, không có cái ô và không có cái thùng kem, chỉ gồm cái xe thôi. Đây là 4 triệu các bạn nhé. Có nhu cầu thì hãy liên hệ mình cho điện thoại dưới video. Hãy liên hệ qua Zalo được. Xin chào các bạn nhé. Rồi sau 4 ngày lao động cả lực, nay cái thành được cái xe bán nhà được. Đấy, giới thiệu với các bạn. Nếu bạn nào có nhu cầu chế xe bán hàng lưu động thì hãy liên hệ với số điện thoại tôi ghi ở bên dưới video nhé. Xe bán kem này, bán bò bía xúc xích này, rồi thì xe quay vịt, đấy, chế được hết, làm được hết. Các bạn cứ đặt hàng theo số điện thoại nhé. Bán kem này 144 lời đấy, một năm nếu mà cái xe này một người một lao động có thể là bán kiếm được khoảng 200 triệu. Và hôm nay là xong cái xe bán hàng lưu động về kiếm mỗi hộ ở đấy được 1 triệu thôi nhá. Sao năm nay hai vợ chồng kiếm lấy được khoảng 400-500 triệu để sạch túi thế là được rồi. 400-500 triệu. Đấy nhá.